Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin có công bằng không khi khen thưởng ngành công an trong chống dịch Covid-19. Vào hôm 11 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký thay Thủ tướng một loạt quyết định tặng bằng khen cho những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, có đến 31 trên 34 tổ chức được khen thưởng thuộc ngành công an. 24 trên 33 cá nhân được khen thưởng cũng là công an. Đây là hình ảnh tại Củ Chi, người đàn ông này đã bị công an bắt chỉ vì quay video tố cáo chính quyền ăn chặn tiền trợ cấp Covid của dân. Điều 1 quyết định số 1698 vào ngày 11 tháng 10 năm 2021 nêu rõ, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 31 tập thể và 23 cá nhân thuộc Bộ Công an đã có xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ông Vũ Minh Đức, cựu quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng chia sẻ với đài AFA suy nghĩ của ông về việc này như sau. Tôi thấy nó vô lý. Nhiệm vụ chống dịch là của toàn xã hội, trong đó phải nhắc đến ngành y tế là đầu tiên. Những nhân viên y tế là những người bỏ công sức, trí tuệ, thời gian và hy sinh cá nhân, gia đình trong thời gian chống chọi với đại dịch vừa qua. Việc Thủ tướng ra quyết định khen thưởng mà số đông là lực lượng vũ trang thì tôi thấy nó không hợp lý chút nào hết. Lực lượng này cũng là tuyến đầu nhưng không phải là lực lượng chính cốt yếu trong chống dịch. Họ chỉ là người hỗ trợ các chính sách, các biện pháp của nhà nước đưa ra mà thôi. Việc khen thưởng như thế là không công bằng khi đề cao lực lượng công an lên như thế. Theo ông Đức, không chỉ trong chống dịch mà hầu hết các sinh hoạt trong xã hội, lực lượng công an luôn được đề cao vì họ là lực lượng bảo vệ chế độ này. Ông Quang, một người dân hiện ở Sài Gòn, cũng nêu ra quan điểm của mình như vậy với đài FA. Ông nói, trước hết, để biết cá nhân, tổ chức được khen thưởng có đúng hay không, thì phải biết được vai trò của từng tổ chức cá nhân trong vấn đề chống dịch. Theo tôi, vai trò đầu tiên trong chống dịch là đội ngũ y bác sĩ, bởi đây là lĩnh vực sức khỏe con người. Đây là hình ảnh bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID phải mặc trang phục bảo hộ cả ngày nên rất mệt mỏi. Chăm sóc sức khỏe con người là bác sĩ, y tá, điều dưỡng và những người liên quan trong ngành y tế. Nói tóm lại, vai trò đầu tiên phải được kể là ngành y tế, chứ không phải là công an hay quân đội. Công an hay quân đội chỉ là lực lượng hỗ trợ về mặt an ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống dịch mà thôi. Bên có công nhiều không được khen thưởng xứng đáng, trong khi bên có công ít thì lại được khen thưởng nhiều, sẽ gây bất bình trong xã hội. Điều này làm tổn thương tình cảm của người dân đối với chính quyền. Mình không cần nói nhiều, nhưng qua con số đó đã nói lên phần nào nhà nước này quá coi trọng ngành công an. Chính ngành này coi mình là lá chắn của chế độ, khi để khẩu hiệu rằng còn đảng còn mình, trong khi các văn phòng công an cũng treo nhiều thứ khẩu hiệu như vậy. Trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an thì có dòng chữ màu đỏ rằng lực lượng công an nhân dân, lá chắn phòng chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Việt Nam bị cho là chống dịch bằng công an, bằng nghị quyết khi những người dân lên tiếng phản đối cách chống dịch không hợp lý, phản khoa học của chính phủ thì lập tức bị xử phạt, thậm chí bị bắt giam. Đây là hình ảnh vụ công an và dân phòng cưỡng chế cô giáo yoga đi xét nghiệm ngoáy mũi ở Bình Dương, gây phẫn nộ dư luận. Có thể kể trường hợp của ông Phan Hữu Điệp Anh bị khởi tố theo điều 331 của Bộ luật Hình sự do đăng tin bức xúc trước cách thức chống Covid-19 của chính quyền, một người dân đã phẫn uất ngay giữa đường bức bách tự thiêu. Hay vụ ba người dùng mạng xã hội tại Lâm Đồng đã bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này phạt hành chính 30 triệu đồng với nguyên nhân được nói do tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội. Mới đây, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông phải xử lý nghiêm những người đưa tin lên mạng xã hội bị cho là xuyên tạc, tin giả, tin xấu, chống phá công tác chống dịch, gây nghi ngờ, mất đoàn kết, ảnh hưởng đến tâm lý của các lực lượng tham gia phòng chống dịch, v.v. Facebook Nguyễn Anh Tuấn vào hôm 4 tháng 9 năm 2021 thì viết trên trang tài khoản cá nhân của mình như sau. Đành rằng giao cho công an chống dịch, với đảng, nhà nước, ta là thượng sách. Công an và lực lượng vệ tinh, tai mắt của nó thì đông khủng khiếp, lên đến cả triệu người, gồm có hàng năm tiêu tốn lượng ngân sách gấp 10 lần ngành y tế.
Vốn dĩ nó đông như vậy là bởi bên cạnh chức trách thông thường là bảo vệ pháp luật thì nhiệm vụ chính là thanh kiếm và lá chắn của chế độ. Đây là hình ảnh công an chỉ còn biết còn đảng còn mình là khẩu hiệu được treo ngay giữa thủ đô Hà Nội mà không phải vì nhân dân. Giao cho công an nhiệm vụ chống dịch đương nhiên là kèm theo tiền và quyền lợi, vừa là khai thác lực lượng thiện chiến sẵn có, phát huy sở trường phong tỏa, bắt nhốt, vừa là để vỗ về giữ vững tinh thần cho lực lượng bảo vệ chế độ nòng cốt nhất này, sẵn sàng trước các nguy cơ biến động xã hội thời đại dịch. Nhưng hiện nay, thực hành hiệu quả sau gần 2 năm chống dịch thì đang đã rõ ràng là phũ phàng quá. Ai cũng thấy cứ cái đà này thì tan hoang đất nước. Công an nhân dân Việt Nam được coi là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn luôn ý thức rằng còn Đảng thì còn mình, với khẩu hiệu còn Đảng còn mình là một nguyên tắc lớn trong đạo đức cách mạng của ngành công an Việt Nam, và cứ như thế họ chỉ phục vụ Đảng mà không phục vụ nhân dân. Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2020 khi đó, ông Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng xin ý kiến đại biểu Quốc hội về hai nội dung liên quan đến dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Cũng theo dự án luật trình Quốc hội, Bộ Công an muốn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an bán chuyên trách hiện nay thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trung bình mỗi thôn có một tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở từ 5 đến 10 người thì toàn quốc có khoảng 1 triệu 500 ngàn người tham gia lực lượng này. Đây là hình ảnh trong đồn công an, một người dân là nhân chứng đang bị viên trung tá Huỳnh Minh Lễ, phó trưởng công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa đánh và đạp thẳng lên mặt. Báo cáo thẩm tra chỉ ra con số biên chế này của lực lượng hiện nay là 700.000 người. Nếu luật được thông qua với quân số lên tới 1 triệu 500.000 người thì sẽ tăng thêm khoảng 800.000 người. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò tại Hà Giang, nguyên phó tư lệnh quân khu 2 đặt câu hỏi với Bộ trưởng Công an rằng bây giờ lực lượng công an quá đông, một tỉnh ít nhất phải có từ 3.000 đến 4.000 công an chính quy. Giờ lại thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ để nắm được tình hình và xử lý tình hình hay sao? Dù chính quyền Việt Nam chưa bao giờ công bố chính thức quân số của lực lượng công an, được coi là bí mật quốc gia, nhưng trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân quyền của Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 2014, cựu cán bộ ngoại giao Đặng Xương Hùng đã nói rằng trung bình cứ 18 người là có một người làm việc cho an ninh với mục đích duy nhất là theo dõi mọi công dân và đàn áp nhân quyền. Lãnh đạo chế độ đã thề là sẽ đập tan từ trứng nước mọi nhen nhúm, thành lập các nhóm đối lập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 10 năm 2021 với bản tin có công bằng không khi khen thưởng ngành công an trong chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.